Các bạn xem đây là một vườn mít Thái siêu sớm đang thu hoạch. Và vườn này thì nó đã bắt đầu già cỗi. Rồi một yếu tố nữa là hiện tại thì mít Thái siêu sớm giá nó đã giảm dần. Vì vậy là mít này người ta sẽ chuyển đổi sang một giống mít mới, đó là mít ruột đỏ. Và trong vườn bây giờ đã có trồng những cây mít hạt. Và những cây mít đó thì nó khoảng từ 1 năm rưỡi đến 2 năm. Và bây giờ chúng tôi sẽ ghép cây mít ruột đỏ lên trên ngọn của cây mít hạt đó, để cho sau này những cây mít hạt này nó sẽ phát triển. Và lúc đó thì mít ruột đỏ nó sẽ trở thành cây mít mới, và gốc cây mít hạt thì chỉ còn là cái gốc mà thôi. Rồi các bạn xem, đây là cây mít hạt nè. Mít này nó khoảng 1 năm rưỡi thôi. Hiện tại thì nó cạo khỏi đầu. Và nó đã, nếu như là mít siêu sớm thì nó đã bắt đầu có trái. Còn đây là cây mít ruột đỏ dùng để ghép. Thì chúng tôi sẽ ghép cành của cây mít ruột đỏ này lên trên một cái cành của cây mít ôm lên từ hạt. Và sau này thì sẽ nuôi dưỡng cái cành đó phát triển lên, còn ngọn của cái mít thì sẽ cắt bỏ đi. Và để ghép thì bây giờ chúng ta sẽ nhúng nước cái gốc của cây mít ruột đỏ này. Bởi vì trong thời gian ghép thì nó khoảng 1 tháng, thì chúng tôi sợ nó bị khô, cho nên bây giờ nhúng nước cho nó ướt đẫm đi. Mặc dù vậy thì trong quá trình ghép thì vẫn phải theo dõi. Nếu như cái gốc ghép này nó bị khô quá thì phải tưới thường xuyên. Rồi bây giờ đến công đoạn là chúng tôi sẽ chọn một cái cành, nó chính là cái cành nằm ngang này luôn, rồi ghép ngọn của cái mít ruột đỏ lên trên cành này. Đó, hai cái cành vừa nhau, nó tương đương nhau rồi đó. Thì thường thì người ta sẽ chọn cái cành của cái gốc ghép thì nó to hơn cái cành ghép một chút, nhưng mà ở đây thì hai cành này ngang nhau, không, nó vẫn to hơn đó chứ. Và vác thành hình cái nêm ở phía cành ghép. Ở trên cây mít ruột đỏ thì sẽ vác một đường từ phía dưới lên trên, sâu vào giữa thân. Đó, như vậy là được rồi. Và sẽ lắp hai cái vị trí này vào. Đó, các bạn thấy nó vừa xích, nó vừa xích lại. Đó, như vậy thì sẽ dùng dây để quấn lại và cố định ở đây trong khoảng 1 tháng. Còn nếu như đối với những cái cành già như cái cành này thì có thể để tới 1 tháng rưỡi, 2 tháng cũng được. Đó, dây quấn này thì nó là dây ni lông giãn, có thể mua ở các cửa hàng vật tư nông nghiệp, hoặc là lấy cái tấm trải bàn mà nó có cái độ co giãn, nó cắt ra cũng được. Và lưu ý là quấn kín cái phía đầu bên trên để cho nước mưa không có lọt vào. Cái kỹ thuật ghép này thì áp dụng cái phương pháp ghép chu cành, vẫn có thể áp dụng những cái phương pháp khác như là ghép chồi hay là cắt một cái mắt để ghép vào, chỉ ghép mỗi một cái mắt thôi. Nhưng mà cái phương pháp ghép chu cành này là phương pháp ghép có hiệu quả cao nhất, tỷ lệ thành công đạt nhiều nhất. Mặc dù vậy thì nó rất chậm. Rồi, tới khi nó dính vào nó phát triển thì ta sẽ cắt bỏ cái ngọn của cái mít gốc ghép. Cái ngọn to này sẽ cắt bỏ đi và kéo cái nhánh này cho nó phát triển dài lên. Thì lúc đó nó sẽ thành một cái cây mới. Rồi các bạn xem cây mít này đã được áp dụng cái phương pháp ghép tương tự như các bạn vừa xem. Thì cái cây mít này đã ghép khoảng 5 tháng trước rồi. Nó bây giờ các bạn thấy người ta khoanh một cái vòng vỏ để chuẩn bị cắt bỏ cái ngọn cây đi. Còn cái cành ghép thì bây giờ nó phát triển lên khá là to rồi nè. Đó, đây là vị trí ghép hôm trước. Bây giờ nhìn nó liền da, nhìn không có còn thấy dấu vết gì nhiều nữa.
và không bao lâu nữa thì cái mít này sẽ có trái. Còn đây là cái vị trí mà chúng tôi vừa cắt da của cây mít và sẽ dùng cưa để cắt ngang vị trí đó bỏ đi. Và khi mà cây nào nó phát triển lên được nữa thì nó sẽ là cái gốc của gốc mít thái xìu xóm cũ, nhưng mà thân và ngọn thì nó sẽ là cái cành hiện tại bây giờ, lúc đó nó sẽ là của cây mít ruột đỏ. Và mít ruột đỏ là loại mít mới và người ta hy vọng nó sẽ có hiệu quả kinh tế cao trong tương lai. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau.